Rồi bạn Bó Di ơi, bây giờ chúng mình tiếp tục lại dạo phố tiếp nhá. Rồi, ở kia đóng con chó kia nhà người ta. Ồ, các em ơi, nhìn kìa, người ta đi dạo phố người dắt chó đi rất là nhiều nhá. Đây, con chó bé này. Kia ơi, các em nhìn con chó kia nó mặc quần áo đẹp chưa kìa. Đấy. Và bây giờ là giây phút là bạn Bó Si và bạn Bó Si tiếp tục đi dạo phố. Các bạn đã đi đến ở khu này có một nơi rất là nhiều. À, bạn Bó Si đã chạy vào cho bóng bay xuống phòng rồi. Con cá. Ôi, chúng mình sắp mua cái bóng bay xà phòng của con. Đấy, chúng mình đến gần nha. À, các em ơi, ở đây họ bán rất là nhiều cái bóng bay xà phòng này. Rất là to luôn nha. Đấy. Có con gì đấy không? Đấy, con lấy cho em một cái đi. Cái nào đầy đầy vậy nha. Đấy, chọn lấy một cái. Có đầy đầy không? Thôi đi thôi, đi thôi. Đi nào, đi. Và chúng ta cùng xem hai chị em mà để chơi bóng bóng xà phòng nhá. Rồi nào bấm ra và quay. Ô to chưa? Ôi giời, ngay ở dưới chân cả. Ô rồi đưa cho chị bấm thử cái em nào. Đấy bây giờ để cho chị bấm nhá và chị sẽ quay cái to hơn, chị sẽ biết làm to hơn. Ôi rồi quay. Ô to chưa? Quay đi. Ồ các em ơi, nhìn cái bóng bóng kìa, bạn làm to chưa? Ô kìa kìa kìa, ra bóng to chưa? Đấy, to kìa, ô to kìa, ô kìa kìa, ô kìa, ôi vỡ rồi. Đấy, bạn tiếp tục nào ấy, to chưa? Ô to chưa kìa, ô tiếp tục đi, nào, quay tiếp nào, quay đi. Đấy, bạn cô Si đang chuẩn bị lấy xà phòng, ra bấm to ra, rồi bắt đầu quay, nhiều chưa? Quay đi, bấm tiếp, bấm tiếp. Hết rồi. Đưa cho chị bấm quay thử nào. Rồi các em ơi, bây giờ xem bạn Bó Si quay nhá. Ô, to chưa? Đi đi đi. Ô, dài chưa? Kìa, bạn Bó Si đã mất rồi. Ồ, tiếp tục bạn Bó Si nhả ra những quả bóng bóng rất là to kìa. Ôi, kìa kìa, bạn Bó Si ơi, kìa. Kìa. Ồ, chạy ra rất là xa. Đấy. Những chiếc bóng bóng rất to. Sao bà cô Si chạy đi. Không thổi, không thổi, bà cô Si chỉ quay cái là được mà. Bấm đi. Sao bà cô Si quay đi nào. Bấm mạnh nào. Quay đi. Ồ, to chưa, dài chưa. Rất là dài. Đâu đi nào, bấm. Nào bây giờ bạn Bó Si sẽ biểu diễn cho các bạn xem nhé. Cho bạn Bó Si biểu diễn ngay nhá. Kéo đổ nước nhá. Rồi, bạn Bó Si biểu diễn bóng bóng to vào nhá. Nào, to vào. To chưa? Vừa to vừa dài kìa. Ôi, có bóng to đùng kìa. Ô kéo kéo kìa. Kìa. To chưa? Kìa bạn nước kìa. Ô nhiều chưa kìa. Tiếp tục nào. Nào tiếp tục nào. Mà mắt rồi, mà mắt rồi. Ok. To chưa? Rất là nhiều bóng bóng luôn. Đấy, một lần rất là nhiều. Quá nhiều luôn kìa mà. To vào. Ok, ok, ok. Giờ bà cô Si đã làm ra một chiếc bóng bóng rất to này. To đùng luôn. Đây à, to chưa? Rồi vỡ rồi. Tiếp tục bà cô Si này làm ra bóng bóng nữa rồi. To chưa kìa. Rất là to nhá. Anh chọc vỡ mất rồi. Bà cô Si liên tục đừng làm bóng bóng. Bắn to đấy. To chưa. Bóng kìa. Bóng to chưa. Kìa 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 bà cô Si kìa. Sao bắt đầu ra. Rồi bạn Bà cô Si liên tục nhả ra những bóng rất là to. Đấy, liên tục nhả ra những bóng rất là to. Đấy, rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ bạn cô Si đã nhảy vào để làm rồi. Đấy, chị làm bóng bóng to quá và thích quá, cũng muốn nhảy vào làm luôn. Bây giờ là lúc mà bạn cô Si đang chọc cái này vào bên trong. Ôi, bạn cô Si cầm được hết tay rồi. Đừng bóp vào kia rồi, được rồi. Rồi, rồi bây giờ chọc nhẹ thôi, được rồi. Úi dồi. Rồi, làm bắt đầu. To chưa? Bạn cô Si làm một tròn quá. Đây là có bóng bạn cô Si này, nó bay lên trên trời kìa. Bay xa chưa? Bắt đầu. Hôm nay bạn cô Si tha hồ mà chưa bóng bóng xà phòng. To hẳn khác. Nào, bấm mạnh nào. Bấm to, ôi kìa. Bạn cô Si kìa. Quanh người bạn con Si rất là nhiều bóng bóng luôn.
Cô ơi, to chưa? Ờ, vỡ rồi. À kia là một quả ống bóng mà bà con si đã thả ra. Ồ, nó bay lên người đầu người ấy. Nào, bà con si nào tiếp đi. Có nhiều quả bóng mà bà con si nó bay xa chứ kìa. Đấy, tiếp tìm tìm đường kia nhá. Mà mọi người ai cũng quay nhói theo đấy. Tụi bà con si này làm đi, bấm to ra. Nào, bây giờ cùng xem bạn bà con si biểu diễn nhá. Nào, làm bóng dài và to nhá. Nào. Ok, có bóng bóng nha. Ok, em ơi, nhìn quả này này. Có bóng bóng đây này. Đây ạ, ok. Ok, nó đứng yên và chó kìa. 2-3 quả liền, 3-4 quả luôn. Rồi, quả kia bay rất là xa. Xa chưa? Ô, này đến quả này giống như... Ok. Lên rồi. Ồ, không nhìn gì không? Lên trời, bay cao quá. Em ơi, nhìn thấy chưa? Đấy, nó vẫn bay nhá. Quả này rất là bền. Bền lắm đấy. Đấy, đấy chưa? Lại rơi xuống dưới. Và bạn nhỏ đã đánh vỡ. Có rất là nhiều bạn nhỏ muốn có rất nhiều các cô chú quay phim chụp ảnh hai bạn nhỏ này đấy các em ạ. Nhìn nhá. Đây này, đây cô chú này chụp ảnh này đấy, muốn chụp ảnh em nhỏ đấy. Và đây nữa, đây có mấy chú nữa muốn chụp ảnh em nhỏ. Quay đi. Nào quay đi. Nào, bắt đầu, làm đi. Bắt đầu xin đứng xa ra cho em làm. Rồi, quay đi, to chưa? Bấm nào, tiếp tục. Hết rồi. Tiếp tục nào, bấm đi. Quay vào, quay to vào nào, quay đi. To chưa, kìa. Nhiều chưa, quanh bạn cô xí rất nhiều bóng bóng luôn. Kìa. Rất là nhiều. Rồi cho chị làm một cái nhá. Rồi bây giờ đến lần chị nhá. Rồi và bây giờ tiếp tục đến lần chị Bảo Lê Si sẽ làm. Nào xem bạn chị Bảo Lê Si có làm được cái to không nhá. Nào làm đi. Kìa. Ôi hai cái liền, to chưa. Tiếp tục đi. Dài chưa. Tiếp tục. Kìa đấy, kìa hai cái luôn. Nhiều chưa, tiếp tục ui. Đấy, chị làm rất là giỏi luôn. Đấy. Này, mỗi một lần chị đưa ra, cái bóng bóng này to chưa. Nó bay rất là xa kìa. Đấy, xa chưa. trên đây nữa này. Đấy, trên đây nữa này. Đấy, rất là nhiều luôn nhá. Đấy. Rồi, đưa cho em. Bây giờ đến đây em làm nhá. Các bạn bảo gì ơi, bây giờ mình đi chơi trò chơi khác nhá. Đi, con sẽ đi con chơi trò chơi khác đi. Đi rồi. Bây giờ anh và bạn con si, sẽ đi sang chơi những trò chơi khác em ạ. Rồi chúng mình sẽ kết thúc trò chơi này ở đây nhá. Ôi, bạn con si ơi, kia, đi đâu đây? Bạn con si đâu vậy? Ôi trời ơi, kia rất nhiều Pikachu nhá. Mình ra xem Pikachu nhỉ, nhanh lên. Nhanh, bạn con si chạy rồi. Rồi, bạn con si đã chạy rồi. Và chúng mình sẽ ra xem những con Pikachu ở kia rất là to nhá. Rồi, các em ơi, vậy là hai bạn nhỏ chúng ta đã mang ra xem những con Pikachu rất là to. Rồi, chúng anh sẽ đến gần đấy để cho các em vừa xem những con Pikachu đấy nhé. Wow, ở đây con Pikachu to chưa kìa. Và cái con gì vậy? Một con chó, một con Pikachu, một con gấu, và con gì nữa? Và con xin đứng vào con Pikachu đi, con chụp ảnh cho. Con ơi, đứng sát vào Pikachu nào. Con đứng vào đi. Con đứng đi vào. Rồi, con đã đi vào rồi đấy. Các em ơi, đây có 3 con Pikachu. Một con Pikachu rất là to. Nào, bạn bò xì ơi, vào đi. Bạn bò xì với bạn bò xì hay chị em dắt nhau vào nào. Rất là nhiều Pikachu đứng để cho các bạn chụp ảnh đấy. Rất là nghiêm luôn. Rồi, bạn bò xì đã dắt em để vào chụp ảnh rồi. Nào, đứng quay mặt về đây. Đứng sát vào Pikachu cơ. Bạn bò xì ơi, đứng vào. Bạn bò xì đâu rồi, các bạn đây. Đứng vào giữa Pikachu với cả gấu này. Đấy, đứng từ giữa này này. Đứng giữa chỗ này này. Xích của Pikachu à? Nào con xí ơi, nhìn vào đây. Trời ơi, mặt lại cứ nhìn Pikachu. Nào, một, ta dáng đi nào. Một, hai, ba. Nào cái nữa, con xí đứng cho mình kia. Nào, tiếp tục nào, một. Rồi, rất nhiều người bạn con xí. Bạn chụp ảnh nhưng mà chỉ mãi nhìn những con Pikachu thôi. Nào, con ơi. Vì chỉ nhảy nào mô.
bà con xin các bạn nhìn Pikachu quá nào. 1, 2, 3. Rồi đi thôi. Ồ, rất nhiều người muốn vào đây chụp ảnh với cả Pikachu cả các em kìa. Đấy. Đấy. Thích không? Bạn con xin biết Pikachu là con nào không? Nào con nào? Pikachu là con nào? Vàng. Con màu vàng, con nào màu vàng mà. Đứng, con đứng từ mấy? Từ bên kia, đứng từ bên kia là đứng thế mấy? Hả? À đúng chưa? Các bạn ơi, con Pikachu là con từ bên kia sang bên này nhá. Thì là con Pikachu đứng thứ hai đúng không? Đúng luôn nhỉ. Nhưng mà anh có biết cái con cạnh con Pikachu là con gì? Con gì hả bạn Bursi? Con mèo á? Trông chả giống con mèo gì cả. Đấy là bạn suy đoán đúng không? Rồi đúng rồi. Bạn ấy bảo bên cạnh kia một con chó, một con mèo, một con gấu. À đấy là con hổ sao ấy. Đúng không? À, kia kìa. Có cái mũ kìa. Ôi có đầu đâu trên người kìa. Thôi bây giờ bạn con xin được rồi. Bạn con xin vào mà sờ chú Pikachu đi. Thế bạn con xin muốn ăn kem bông à? Lại muốn ăn kem bông à? Bạn con xin muốn ăn kem bông không? Rồi chúng mình đi ra mua kem bông nhá. Ăn kem bông xong rồi chúng mình đi về nhá. Đi. À, chúng mình sẽ tìm đến một cà kem bông rồi chúng mình sẽ mua kem bông nhé. Rồi. Ok.